Dưới đây là tiểu sử của thầy Như Ngộ, tục danh là Sơn. Tên gọi Như Ngộ, tục danh là Sơn. Năm sinh, 1994, Giáp Tuất, hiện tại thầy 31 tuổi. Quê quán, Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Gia đình, thầy xuất thân từ một gia đình khá giả, có ba chị em. Hai chị của thầy là chị Vá và chị Dân đã lập gia đình. Biệt danh, thầy Như Ngộ được cộng đồng mạng hay gọi là Anan, -an, lấy cảm hứng từ ngài tôn giả Ananda, Ananda trong Phật giáo. Hành trình tu tập Thầy Như Ngộ có duyên với Phật Pháp và tự nguyện đi tu, không phải vì biến cố lớn trong đời hay thất tình. Thầy từng đi lao động ở nước ngoài và sau khi trở về Việt Nam hơn một năm trước, thầy đã quy y tam bảo và tu tập tại tu viện chân Như ở Tây Ninh của trưởng lão Thích Thông Lạc trong ba tháng. Sau đó, thầy biết đến thầy Minh Tuệ và phát nguyện xuống tóc, nhập tăng đoàn theo thầy Minh Tuệ vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Sức khỏe và tâm nguyện Thầy Như Ngộ có sức khỏe yếu, đặc biệt bị bệnh đau bao tử, phải nhập viện và về nhà dưỡng bệnh trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, thầy luôn cảm thấy bị thôi thúc phải tiếp tục hành trình tu tập. Ngày 21 tháng 5, thầy tiếp tục hành trình cùng tăng đoàn, thể hiện ý chí và quyết tâm cao trong việc tu tập. Thầy tâm sự rằng sẵn sàng đổi cái thân này để lấy cái không xanh không diệt và nết bản. Thầy không còn sợ chết và nguyện theo thầy minh tuệ suốt đời, dù đi đến đâu. Mỗi khi bị cơn đau bao tử hành hạ, Thầy quán chiếu rằng thân này không phải của ta, mà chỉ là thân nhân quả, như vậy cơn đau cũng đỡ nhiều. Tính cách và sự nhận xét từ cộng đồng. Thầy được mọi người xung quanh nhận xét là người sống rất tình cảm, nhẹ nhàng, khiêm nhường và từ bi. Đây là một tấm gương sáng về lòng kiên trì, ý chí mạnh mẽ và tinh thần từ bi của thầy như ngộ trong hành trình tu tập và vượt qua những khó khăn về sức khỏe.